Hello quý vị, Phú đang đứng ở ngay khu vực dốc Thái Bình. Và ngay chỗ này đang là cổng nhà thờ giáo xứ Ngọc Đồng quý vị. Nhà thờ giáo xứ Ngọc Đồng vào mỗi cái dịp mà lễ lớn thế này người ta đều trang trí rất là đẹp. Phú đang chờ qua đường đưa quý vị đi vào nhà thờ giáo xứ Ngọc Đồng tham quan những cái trang trí mừng Tết ở đây nhé quý vị nha. Đây quý vị ơi, đây quý vị nhìn nè, ai cha đẹp quá quý vị ơi. Đây nè, đây là những cái công trình này là người ta sửa lại một chút xíu từ những cái công trình mà mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Thì thấy là hoa rất là nhiều ha. Đó, cây cầu giả đi lên này, đấy này, tha hồ cho các chị em chụp hình check in nhá, vui Tết ở đây, hoa màu gà quá trời luôn nè. Đấy, thấy không? Đó, những cái tiểu cảnh này là tha hồ luôn, tha hồ check in luôn ha. Là một cái cổng hoa lớn ở đây, hoa tím lớn ở đây, hình trái tim này. Nhà thờ Ngọc Đồng năm nào cũng vậy hết, người ta trang trí rất là đẹp. Ôi trời, quý vị nhìn kìa, cái kia kìa. Cái kia là giống kiểu là cái lu, cái lu đổ hoa tràn ra, đẹp quá. Rồi ha, cái lu đổ hoa tràn ra, túp lều, cây mai lớn. Rồi thấy không, đẹp quá. Đấy. Bên phía bên này là làm một cái cây giống như cây đào, còn bên phía bên kia là cái cây mai. Ở dưới thì có rất là nhiều những cái chậu hoa màu gà. Đây, những cái chậu hoa màu gà này đẹp lắm vậy này, màu gà này là màu gà cao, màu gà vàng, màu gà cao, màu gà cao, màu gà thấp. Còn bên phía bên này là chương trình bán hoa của giới trẻ, rồi ẩm thực. Tôi sẽ đi ra ngoài nha quý vị nhé. Thì hàng năm mà vào cái dịp Tết ấy, mọi người vẫn thường là đến sân nhà thờ giáo xứ Ngọc Đồng để mà chụp hình rất là đẹp. Ngay chỗ này là dốc Thái Bình quý vị ha, bánh gai nhiều không? Về hôm nay là phải có bánh gai quý vị ha. Đặc biệt là khu vực mà dốc Thái Bình, rồi cổng nhà thờ giáo xứ Hà Nội, bánh gai là vô địch nha quý vị. Về hôm nay mà không có bánh gai là không phải là hôm nay rồi. Đây, muốn đưa quý vị đi dạo một vòng nhé. Từ đây đi xuống rồi cũng sẽ đưa quý vị đi vào khu vực chợ Thánh Tâm xem là hôm nay thế nào. Nói thật với quý vị là bây giờ đi vào những cái khu chợ mà là chợ truyền thống á, thuần truyền thống luôn nha quý vị nha. Không có ban quản lý chợ thì cái cảm giác nó rất là thân thiện cũng như là dễ chịu vô cùng. Mà đi vào những khu chợ mà đã gọi là chợ mà có ban quản lý rồi thế này thế kia đó thì là người ta sẽ không có cho quay, mà đi vào trong cái chợ nó có vẻ như là nó không có được thân thiện như là những ngôi chợ truyền thống thuần nữa ha. Đó là chào đèn đỏ chút xíu. Ngay chỗ này là ngay làng Mộc Hòa Bình, tiệm vàng, tiệm vàng Ngọc Hoàng Phát. Đấy, giờ này ai mua vàng thì mua, rồi chờ qua Tết có giá. Rồi ta đi tiếp quý vị. Ngay cái đoạn chỗ làng Mộc Hòa Bình này, cái đường này là cái đường nối từ bên Lộ Đức, Lộ Đức qua bên Hòa Bình.
xe cộ và sợ lắm. Ngay chỗ này là thuộc phường Tân Hòa nha quý vị. À, quý vị có thể thấy là hai bên đường lâu lâu thấp thoáng một vài điểm ta bán hoa ha. À, cái hoa mà dễ nhận ra nhất là hoa cúc. Mùa Tết này dễ nhận ra nhất là hoa cúc, thấy không? Hoa cúc này nó vàng như này này. À, cho nên là đi từ xa là đã nhận ra rồi, có hoa rồi. Một vài bữa nữa cũng sẽ cập nhật tiếp cho quý vị xem. Nhiều khi muốn đi quay từ xa cho quý vị xem để thấy là người ta đón Tết, người ta chuẩn bị Tết như thế nào, nhưng mà cũng chả có gì quý vị. Giống như kiểu là càng ngày người ta càng thấy nó bình thường quá, thờ ơ với cái Tết quá quý vị. Đây, chỗ này là cái ngã tư chờ đèn đỏ này. Chúng sẽ rẽ tay phải, chúng ta đi vào chợ Thánh Tâm nhé. Đây quý vị. Đây, chợ Thánh Tâm thì cái con đường này đi thẳng vào bên trong đền Thánh Martin luôn. Chợ Thánh Tâm thì người ta cứ bán dọc hai bên con đường như thế này nè, bán cả ngày luôn, từ sáng đến tối luôn, bán không có nghỉ, cho nên là bất cứ lúc nào đi vô mua cũng có đồ ăn, không phải lo là không có thực phẩm. Ôi, chợ Tết mà điều hưu quá. Tết mà hay vắng vẻ quá các vị. Thịt cá. À, quý vị có thể nhìn thấy hai bên chợ, tiểu thương người ta ngồi không, rất là vắng khách mua ha. Nói là cái năm nay cái tình hình mà nhìn nó còn chán hơn là cả cái năm mà Covid đó quý vị. Cái năm mà Covid đó, nói là Covid như vậy thôi nhưng mà người ta vẫn có vẻ là thoải mái lắm. Năm nay nhìn còn chán hơn là cái năm Covid nữa quý vị. Không có sôi nổi. Thánh Tâm mà đi vô mà quý vị thấy mà cũng chạy xe một lèo thế này là quý vị biết là cái tình hình buôn bán như thế nào rồi, nó rất là vắng. Chợ Thánh Tâm mà đi vô đây thường thường ít khi mà chạy xe nhanh được lắm quý vị, tại người ta đông á, chạy xe nhanh như này là biết là vắng như nào rồi. Đi qua cây cầu này là chúng ta sắp sửa đến đền Thánh Martin rồi quý vị ha. Năm nay thì từ cái hôm mà Giáng sinh đến bây giờ thì có thấy là các nhà thờ người ta cũng không có trang trí gì nhiều. Ngay cả hôm Giáng sinh một số giáo xứ người ta cũng không làm một cái gì luôn. Các cha xứ thì cắt giảm mọi thứ do là tình hình kinh tế nó khó khăn. Để tiền để làm chuyện khác, rau củ quả tươi ngon quý vị ha. Thì Giáng sinh mà không làm thì chắc chắn là Tết thì cũng chả làm gì quý vị. Nên là nhìn nó rất là chán, không có sôi nổi. Còn giáo xứ nào mà người ta đã làm hôm Giáng sinh rồi thì bây giờ người ta lại làm hoành tráng nữa. Vô tới đền Thánh Martin rồi nè quý vị. Cũng chạy xe đi vù vù này là quý vị biết là vắng rồi.
rất vắng. Tiện đây thì Phú sẽ đi cái đoạn này và dắt quý vị đi qua bên cái đường mà ra ngã ba phát triển luôn. Cái đường đó gọi là cái đường Hoàng Văn Bổn. Cái đường này chạy ra thì nó cũng nối vào cái đường Hoàng Văn Bổn thôi. Là cái đường mà đi thẳng vào bên trong khu vực nhà máy nước Thiện Tân, rồi đi vào Vĩnh Cửu ấy. Thì con đường nó rất là xấu, nhưng mà bên chính quyền thì người ta mới trải lại một cái lớp nhựa mỏng để cho bà con người ta đi trong cái dịp Tết này, do cái đường nó xuống cấp quá xấu vậy à. Người ta nói giải quyết tạm thời đi, rồi người ta sẽ có cái thời gian để người ta làm lại hết, làm lại con đường mới, mở rộng ra cũng như là làm mới lại cho nó ngon. Còn bây giờ là người ta chỉ có giải quyết tạm thời thôi, trải một cái lớp nhựa mỏng để cho người dân ta đi cho nó khỏi bị sạt lở nhiều quá. Đang ngay chỗ này thì Phú sẽ đi qua đây đi. Chúng ta đi qua đây để chúng ta đi qua cái đường Hoàng Văn Bổn, đi ra ngã ba phát triển vậy ạ. Bên này chính là đền Thánh Martin này quý vị này. Đi thẳng qua bên kia luôn là chúng ta đi qua bên khu nhà thờ Hà Phát đó quý vị. Đây, coi thử xem là sau khi mà trải một lớp nhựa mỏng thì sẽ như thế nào nha quý vị nhé. Ôi cha, bụi mù. Trời ơi quý vị ơi, trời ơi, vào đây đúng là tra tấn luôn rồi quý vị ơi. Thật sự luôn. Quý vị nhìn này, người ta đã trải một lớp đá. Trời ơi, nó bụi mà nó ngộp quá, Phú không thể nào mà nói được luôn quý vị. Thấy cái chỗ nào mà người dân ta xịt nước ra thì đỡ. Quý vị nhìn này, bụi không? Sợ hãi chưa? Ai chà chà. Trời ơi, cái đường này nó thật quý vị chứ, đi xe hơi ấy, nó còn đỡ nha. Cái này mà đi xe máy ấy, hả, đi xong chắc cái bộ đồ nó thành cà phê sữa luôn. Trời, nó bụi quá quý vị. Phú không nhìn thấy đường luôn. Người ta đổ một lớp đá lên, có thể là đá lớn, rồi người ta đổ một lớp đá mi lên. Đấy, để cho xe nó chạy nó khỏi bị sạt lở. Nhưng mà bụi quá quý vị, chứ chưa có trải nhựa nha. Xe ben lớn đang xuống ghê quá. Đấy, ôi mẹ ơi, thật sự quý vị là cũng không nhìn thấy gì luôn. Cô đi để quay cho quý vị xem mấy con đường thôi, chứ còn thực ra thì nó có rất là nhiều cái đường khác để đi quý vị nha. Cô cố gắng cô đi để quay cái con đường này cho quý vị xem là người ta sửa chữa như thế nào. Đấy quý vị nhìn này. Đó, hôm bữa có lên báo nói là trải lớp nhựa, nhưng mà thực ra thì cái này là chưa có trải nhựa nha quý vị. Cái này mới là trải một lớp đá mi lên thôi, đá mi đá 1-2 á. Đó, cho nó khỏi sình thôi, chứ cái này chưa có trải nhựa nha quý vị. Trải cái lớp đá này thì xe tải nó đi á, là nó giống như là cái máy đầm nền luôn, nó cứng xuống luôn là vừa, khỏi cần phải xe lu luôn. Đấy, những cái chỗ mà người ta xịt nước cái này này quý vị, thì nó đỡ bụi. Nhưng mà chạy qua, xe máy mà chạy qua cũng cẩn thận không thôi là cái bộ đồ là nó thành cà phê sữa, giống như Phú nói đó. Bụi lắm.
ai cha con đường đấy. Thì chả như này thì nó đỡ bị những cái hố thôi quý vị, đỡ được những cái hố. Còn thực ra thì chua ngoa lắm. Chờ đèn đỏ quý vị nhé, chờ đèn đỏ. Đây cũng đi giống cái anh kia luôn. Chúng thôi chờ mấy cái xe tải này là đến lát nữa là chúng ta khỏi đi luôn. Đó, cũng đi giống mấy cái anh kia luôn. Tại cái chỗ này thì đèn đỏ chúng ta được phép rẽ tay phải, ok. Cái tay trái không được rẽ tay phải, ok quý vị ha. Đấy, rồi đi ra khỏi rồi, mừng quá quý vị ơi. Thôi đi về Hồ Nai rồi đi về Biên Hòa thôi quý vị ơi. Đường ghê quá. À, cập nhật cho quý vị xem như vậy. Cái chỗ này là ngã ba Hà Nội nè. À, hoa nè. Ở điểm bán hoa cúc nè. Rồi hướng này đi qua trung tâm Hồ Nai rồi đi về Biên Hòa các bạn nha. Rồi tiếp tục đi về Biên Hòa đến những cái địa điểm khác quay cho mình xem. Tại vì hôm bữa khi mà người ta có cái lịch là người ta làm cái đường đó lại là có lên báo rầm rộ rồi, nói là trải nhựa đường đẹp lắm. Nhưng mà cũng bận rộn quá cũng không có đi cập nhật được. Thì hôm nay nhân tiện đi ngang qua cái khu vực này cũng cập nhật cho mình xem luôn, xem là đường có đẹp như lời đồn hay không. Mà hóa ra đường quá đẹp quý vị ơi. Rồi chúng ta đi vào Hồ Nai. Đi vào Hồ Nai có những con nai. Coi cái khung cảnh Tết ở đây nhộn nhịp tưng bừng. Đấy, mình thấy là bên kia bán hoa rồi đó. Cái khu đó thì hầu như năm nào cũng bán hoa, nhưng mà cũng chả nhiều quý vị à. Thật sự quý vị luôn là theo nhận định của Phú á, nếu mà vào cái thời điểm này so với những năm trước thì cái lượng hoa nó chỉ bằng khoảng cỡ 1/3 thôi quý vị nha. 1/3 so với mọi năm thôi. Đó. Mọi năm là giờ này ngập tràn thì bây giờ nó chỉ còn có 1/1 thôi. Cũng cùng cái chỗ đó, cùng cái vị trí đó, mọi năm ví dụ như là 5 người bán thì bây giờ chắc chỉ còn có 1 người là cùng. Con lắm được 2 người. Vắng lắm quý vị. Đây có bán mai nè. Những người có điều kiện thì không phải quan tâm cho lắm. Những người mà không có điều kiện thì người ta phải tính toán rất là kỹ. Đây hoa đây quý vị, đó. Người ta sẽ chờ đến những cái ngày cuối. Thứ nhất là được nghỉ làm rảnh. Thứ hai lúc đó là hoa nó cũng rẻ hơn rất là nhiều rồi. Ngay chỗ này là đền Thánh Vicente. Đấy, cũng có hoa về bán này. Nhưng mà không nhiều. Thực ra thì ở cái khu vực Hồ Nai này á, những cái điểm mà bán hoa trong nhà thờ đa số là hoa của giới trẻ. Giới trẻ của giáo xứ đó người ta bán, người ta gây quỹ. Đấy, chứ không phải là tiểu thương đâu lấy hoa về bán đâu. Đây Bắc Hải này quý vị. Ồ, và Bắc Hải coi người ta trang trí mấy tiểu cảnh đẹp quá. Đây quý vị ơi. Đây nè, giáo xứ Bắc Hải quý vị. Đấy. Hoa này, hoa là của giới trẻ quý vị thấy không? À này giới trưởng. À quý vị thấy không? Này là hoa của với gia trưởng người ta bán gây quỹ. Thứ ba này coi cái tiểu cảnh bên này này của giáo sư Bắc Hải người ta làm. Đây rồng này quý vị, ôi rồng đẹp quá. Đây này quý vị này. Đấy, chúc mừng năm mới này. Làm sân khấu hai con rồng ha. Đấy, thấy không? Đấy. Rồng thì năm nay làm rồng thì cứ
nếu mà làm hai con thì cũng giống như nhau thôi, tại vì rồng thì chắc chả biết rồng cái rồng đực đâu quý vị. Bên này vẫn là dưa hấu bánh chưng như mọi năm thôi đó. Có một chút xíu tiểu cảnh như này cho nó có ngày Tết quý vị ha, cho nó đẹp. Công trình Giáng sinh thì gỡ hết rồi, nhưng mà Phú thấy là năm nay có vẻ là con rồng á, người ta dễ làm cái hình cái con linh vật hơn là những cái con khác. Mọi năm là con hổ con mèo nhiều chỗ ta làm nhìn rất là buồn cười quý vị, nhìn nó không có giống cái hình cái con đấy, nhìn rất là tếu. Năm nay con rồng có vẻ là người ta làm đẹp rất là nhiều luôn đấy, chắc là dễ làm. Hona yên bình. Rồi đến đây thì chắc là Phú sẽ tìm chỗ để thay một viên máy quay đã, rồi tiếp tục đến những khu vực khác cập nhật cho quý vị xem. Cái video này cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an quý vị nhé.